10 điều lành này là cốt lõi của Phật, của đạo Phật. Nếu suy rộng là tất cả các điều lành khác. Cho nên 10 điều lành này là mẹ đẻ của tất cả những điều lành khác. Tuy nhiên, giữa cuộc đời bắp bên tương đối này, ranh giới giữa thiện và ác khó thể phân định rõ ràng. Ít có nghiệp nào thuần thiện mà không xen lẫn chút ác. Và ngược lại, đôi khi trong ác vẫn có thể gây một ảnh hưởng thiện. Về sao? Ví dụ, người chiến sĩ phải tiêu diệt giặc ngoại xâm ác để bảo vệ hòa bình, quê hương đất nước thiện. Người mẹ nuông chiều con thiện nhưng sẽ đưa nó hư hỏng. Về sao ác? Một cuộc cách mạng đem lại no ấm tự do cho xã hội quê hương thiện, nhưng lại gây máu đổ thịt tan cho kẻ khác ác. Để sửa sang lại đoạn đường bị hư thiện, đội thi công phải phá đoạn đường cũ gây trở ngại lưu thông trong thời gian thực hiện ác. Một ông vua lên ngôi ra lệnh đàn áp Phật giáo ác, khiến cho những kẻ nứt áo cà sa hưởng thụ của đàn A thí chủ phải bỏ chùa nhanh chóng thiện. Một người nông dân cày ruộng dùng thuốc rầy giết hại côn trùng sâu bọ ác, nhưng khi hạt lúa nặng chịu bông để mọi người được no cơm lạnh áo thiện. Người Phật tử quý kính chư tăng đem những vật dụng đẹp đẽ sang trọng đến cúng dường thiện, nhưng vô tình đã phá hại sự thanh bần cao cả trong Phật pháp ác. Một thầy giáo phạt và đánh học trò ác, nhờ thế học trò siêng năng học tập, sau này trở nên người hữu dụng cho xã hội và ích lợi cho bản thân cậu, bản thân nó thiện, vân vân. Vô số những trường hợp mà thiện và ác gắn chặt vào nhau, không thể tách liệt. Do đó chúng ta phải sáng suốt nhận định cả hai khía cạnh thiện và ác trong một hành động thật kỹ lưỡng, rồi hãy bắt tay thực hiện. Đừng cản cự, không chịu tư duy cho là thiện mà không để, không ngờ để ý cái ác lớn lao nằm sẵn ở phía sau, thì đó là một tai họa. Rất lớn cho người hành thiện thiếu trí tuệ, hay nói khác thiếu suy tư. Câu chuyện con rắn độc nhắc nhở khuyên người hành thiện phải có trí tuệ, thiếu nó hành thiện tức là hành ác. Một ngày nọ, có một vị đạo sĩ băng qua cánh đồng, lũ trẻ chăn bò thấy vậy liền ngăn: "Thầy chớ đi qua cánh đồng này, có con rắn độc thường cắn giết trâu bò." Vị đạo sĩ mặc lệnh ngăn cản của lũ trẻ vẫn tiếp tục đi, và quả nhiên ông ta gặp con rắn độc. Hiện ra dương thẳng đầu, há mỏ muốn cắn, nhưng con rắn không thể chịu nổi cái nhìn đầy từ bi nghiêm nghị và xót thương
bao dung của đạo sĩ. Nó liền nằm bẹp xuống. Vị đạo sĩ liền vỗ về: này rắn, con đường giải thoát không phải con đường cắn hại, gây chết chóc, làm đau khổ cho người, cho vật. Vì sự sống của con mà con cắn hại và mất sự sống của người khác và khác, thì sự sống của con sẽ ngắn ngủi và họ lấy nhiều đau khổ. Chính đem sự sống về con là đem sự chết đến với con. Đem sự sống cho muôn loài là đem sự sống cho chính con. Vì con đường tương sanh với những gì con cắn hại, con cắn hại, con làm sao giải thoát? Này rằng đừng bao giờ cắn hại nữa. Nói xong, vị đạo sĩ ra đi. Từ đó con rắn trở nên từ bi, chẳng còn cắn hại ai. Lũ trẻ một đồng lúc đầu còn đứng xa nhìn nó, sao ăn quen tiến lại gần. Trước còn ném đá giò hơi, sao nắm đuôi rắn mà vút lên trời. Cho đến một hôm rắn gần chết, rắn bất tỉnh, hàng giờ mới lai tỉnh bò về hang. Từ đó chỉ dám đi ăn lúc ban khuya, ngày một lọ vàng tiều tụy. Rồi một hôm vị đạo sĩ trở về cánh đồng thăm rắn, gọi mãi mới thấy rắn mệt nhọc lết ra khỏi hang. Hỏi rắn: hãy nói cho thầy nghe công quả tu luyện của con. Lại thầy: nhờ thầy khai thị cho con, nay con đã đến gần việc thiện, chẳng còn thắng hại một ai. Sao hình thể con tiều tụy như thế này? Bạch thầy, nhờ thầy khai thị, con đã yên lặng chịu đựng sự tinh nghịch của lũ mục đập mà không hề cắn cản. Này rắn, thực không còn gì giải dục cho bằng, rắn yên lặng cho kẻ khác hành thân xác con. Này rắn, con không nên cắn hại ai, hung dữ với ai, nhưng phải biết dọa rắn lên làm cho kẻ nào muốn giết hại con phải khiếp sợ, phải tự vệ trước sự dữ, nhưng không lấy sự dữ trả lời sự dữ, không lấy quán thuộc trả lại quán thuộc. Khi một hành động có chung cả thiện và ác, thì kết quả sẽ xuất hiện cả khổ và vui. Thế nên chúng ta phải phân tích ý nghĩa thiện ác thật thấu đáo, sao cho cái thiện phải nhiều hơn gấp bội cái ác trong một hành động. Và như vậy niềm vui sẽ đông đầy và nỗi khổ sẽ lưng vơi ở hiện tại và mãi sau. Nhân thiện đem đến quả vui, và nhân ác đem đến quả khổ. Quả vui khổ này được hiểu trên hai ý nghĩa xa và gần như sau. Nếu suốt đời chúng ta tạo được nhiều điều thiện, thì ngay cuộc sống hiện tại được an vui, hạnh phúc, không sợ hãi, cũng như không hối hận dù một việc là nào, không che đậy giấu giếm một hành động sai trái nào. Đó là người biết tu sửa mình, sống hồn nhiên, bộc trực, thanh thoảng,
đối với luật pháp xã hội không lo ngại tránh né. Tiếng tốt đồn xa vang dày đối diện với cuộc đời, tâm tỏa sáng những niềm vui trong sạch, vĩ lai về sau, ngay trong đời này hay những đời kế tiếp, chúng ta luôn luôn ở vào những hoàn cảnh sung sướng, thuận tiện, giàu sang, uy quyền, mong cầu điều chi cũng được như ý, được nhiều người kính phục, thương yêu và vâng phục. Ngược lại, nếu chúng ta đã tạo quá nhiều điều ác, thì cuộc sống hiện tại là sự che phủ của bất an. Tâm hồn hối hận, sợ hãi và tánh nén, hổ thẹn và tủi thân, lúc nào trong đầu óc cũng chất đầy sự lo sợ, sợ sợ. Còn về vị lai, chúng ta luôn luôn sống trong sự hiện diện những hoàn cảnh đau buồn, ngang trái, bệnh hoạn, tai họa, nghèo nàn, hèn kém. Kết quả gần thì dễ hiểu, vì nó là sự suy luận cụ thể của khoa học tâm lý, khoa học xã hội. Nhưng kết quả xa thì khó thấy, vì nó thuộc phạm vi nghiệp báo luân hồi. Chỉ có những bậc thánh chứng ngộ mới thấu suốt đường đi phức tạp của nhân quả nghiệp báo, với những chi tiết lắt léo nhất trong vòng lưu chuyển sanh tử vô tận của chúng sanh.